cũng trong chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn thu ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. nội dung bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương được quốc hội thảo luận tại tổ cơ quan chủ trì thẩm tra cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu giải trình đầy đủ thuyết phục để hoàn thiện dự thảo trình quốc hội xem xét thảo luận tại hội trường, đại biểu Quốc hội có đề xuất thêm bổ sung vốn đầu tư công trung hạn cho dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo. Với 63.000 tỷ đồng tăng thu của năm 2022 đã được Quốc hội phân bổ 33.000 tỷ có danh mục kèm theo nghị quyết thì 30.000 tỷ còn lại đề nghị nghị quyết quy định theo hướng cho chính phủ sử dụng nguồn vốn này để hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ năm. Khi hoàn thiện thủ tục đầu tư thì báo cáo Quốc hội quyết định trong trường hợp cấp bách thì báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách cũng cho rằng đây là ý kiến xác đáng chưa được làm rõ trong dự thảo cơ quan thẩm tra sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết chính quốc hội xem xét và thông qua cuối kỳ họp